Thưa quý vị, vào ngày mai mùng 8 tháng 8 năm 2013, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã có cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã chia sẻ về những thành tựu của ASEAN ngày nay cũng như về tầm nhìn của tổ chức này sau năm 2015. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa Tổng thư ký, như vậy ASEAN đã hình thành và phát triển được 46 năm rồi. Nhân dịp này thì ông có thể chia sẻ về một số dấu mốc phát triển quan trọng của khối cũng như vai trò của ASEAN ngày nay trên thế giới. ASEAN ra đời trong cái bối cảnh một cái Đông Nam Á chia rẽ sâu sắc, xung đột nội bộ triền miên ở một số nước và cái quan hệ song phương giữa một số nước thì căng thẳng, thậm chí là đối đầu trên hai chiến tuyến của cuộc chiến tranh lạnh. Sau 46 năm hình thành và phát triển thì hiện nay ASEAN đã đang bước vào cái giai đoạn nước rút của quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN trên cả ba cái trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, và đồng thời là tăng cường kết nối cũng như là thu hẹp khoảng cách phát triển với cái mục tiêu là đến năm 2015 thì ASEAN sẽ trở thành một cái cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và một cái ASEAN có một cái xã hội có trách nhiệm, một cái cộng đồng kinh tế ASEAN với 600 triệu dân và là một cái phần của một cái thị trường duy nhất lớn hơn trong cái không gian Đông Á, trong cái khuôn khổ cái quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực, thì một cái ASEAN như vậy sẽ ngày càng đóng cái vai trò lớn hơn trong cái việc xử lý các cái vấn đề khu vực và thế giới, một cái nhân tố không thể thiếu được cho các cái giải pháp đó. Thưa ông, sự đồng thuận và đoàn kết được biết đến như là một bản sắc rất riêng của ASEAN. Tuy nhiên thì bản sắc này hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức, trước tác động của một số vấn đề khu vực cũng như trên thế giới. Vậy xin ông có thể cho biết là ASEAN cần phải làm gì để có thể tiếp tục duy trì được cái bản sắc rất riêng này của mình? Để mà duy trì được cái hiệu quả của cái phương cách ASEAN, cái hiệu quả của nguyên tắc đồng thuận, thì ASEAN cần phải duy trì được cái vai trò trung tâm. Cái vai trò trung tâm trong các cái cơ chế của khu vực do ASEAN, là vì ASEAN, như là cái diễn đàn khu vực ASEAN, cái hội nghị cấp cao Đông Á, cũng như là trong các cái cơ chế ASEAN cộng, đặc biệt là trong các cái cơ chế hội nghị các cái bộ trưởng quốc phòng ASEAN cộng. Làm được như vậy thì ASEAN sẽ duy trì được cái vai trò trung tâm của mình, duy trì được cái hiệu quả của cái phương cách ASEAN, các nguyên tắc đồng thuận mà cho đến nay đã giúp ASEAN phát triển ổn định và xử lý tốt những cái vấn đề của ASEAN mà tránh được cái sự can dự, cái sự can thiệp của bên ngoài. Thưa ông, chúng ta đã biết về tầm nhìn ASEAN, một cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Vậy sau 2015 thì ASEAN đã có một tầm nhìn lớn hơn nữa như thế nào? ASEAN sẽ tiếp tục cái quá trình hội nhập sâu rộng hơn, toàn diện hơn. Và cái hiện nay thì ASEAN đã bắt đầu cái quá trình chuẩn bị cho một cái nhãn quan cho ASEAN. Nhãn quan là bảo đảm cho ASEAN là tiếp tục củng cố cộng đồng ASEAN như là một cái thị trường duy nhất, một cái cơ sở sản xuất duy nhất, hàng hóa ngày càng tự do lưu thông, đầu tư tự do lưu thông, các cái dòng vốn tự do lưu thông, và một cái ASEAN ngày càng kết nối trên cả ba cái trụ cột. Xin cảm ơn Tổng thư ký đã dành cho Truyền Việt Nam cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.